Thưa quý vị, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh. Tết mà không có bánh chưng thì có lẽ là không phải là không khí Tết. Vâng, đấy chính là những cái câu nói mà mẹ tôi vẫn thường nói. Bởi vậy mà cứ vào 28 Tết âm lịch thì gia đình tôi bắt đầu rục rịch để gói bánh chưng đấy ạ. À, đúng là tôi rất là ghen tị với gia đình anh Hoàng, bởi vì là thực ra thì nhà tôi đã bỏ cái thói quen gói bánh chưng từ rất lâu rồi, và cũng gia đình cũng ít người á, thế nên là chúng tôi giữ cái thói quen là đi mua ở ngoài cho nó nhanh và cho nó tiện nữa. Năm nay thì rất là nhiều người chia sẻ là thịt lợn thì khá là đắt đỏ, vì thế nên là đã thay thế thịt lợn bằng rất nhiều những loại thịt khác như là thịt gia cầm hay là cá hay là tôm, và những cái loại thịt này thì cũng được khuyến khích tiêu thụ thay thế cho thịt lợn nữa, và đặc biệt hơn là các loại nhân cá hồi này, nhân hải sản cũng sẽ được thay thế cho nhân thịt lợn để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán 2020 sắp tới. Vâng, và bánh chưng xưa và nay khác nhau như thế nào? Việc thay đổi cách làm bánh chưng liệu có làm mất đi hương vị truyền thống của nó hay không? Ý nghĩa của việc gìn giữ tục lệ tốt đẹp này để duy trì cho các thế hệ kế cận mỗi dịp Tết đến xuân về, cũng như giáo dục truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc như thế nào? Vâng, và để giải đáp những thắc mắc này thì chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay nhà báo Trịnh Văn Ninh. Và lời đầu tiên xin được cảm ơn nhà báo đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, và bây giờ thì trước khi vào phần trò chuyện thì tôi sẽ xin mời nhà báo Trịnh Văn Ninh cũng như là quý vị khán giả hãy cùng với tôi theo dõi một phần tổng hợp về sự xuất hiện của loại bánh chưng rất đặc biệt, đó là bánh chưng nhân cá hồi. Ý tưởng thử nghiệm bánh chưng cá hồi là của anh Trịnh Xuân Giáp, hiện đang sở hữu một cửa hàng chuyên về ẩm thực tại Hà Nội. Trong chiếc bánh chưng nhân cá hồi, các nguyên liệu quen thuộc như gạo nếp, đỗ xanh, hạt tiêu và gói bằng lá dong vẫn được giữ nguyên, đảm bảo vẻ ngoài và hương vị truyền thống. Điểm khác biệt duy nhất là nhân thịt lợn được thay thế bằng cá hồi. 3 năm trước, anh Giáp bắt đầu tìm tòi để nấu loại bánh chưng giao thoa về ẩm thực để giới thiệu với khách hàng trong và ngoài nước. Sau nhiều thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, anh Giáp đã nấu thành công bánh chưng cá hồi. Để khử vị tanh của cá và tạo thêm hương vị mới cho bánh, anh đã ướp trà xanh với gạo. Thịt cá hồi làm bánh chưng là loại cá hồi có trọng lượng khoảng 10 kg, để thớ thịt lớn vừa với khuôn bánh. Cá hồi làm nhân bánh, cắt miếng bằng bàn tay, được ướp qua gia vị và hạt tiêu. Bánh luộc trong 12 tiếng theo tiêu chuẩn bánh chưng truyền thống. Mỗi chiếc bánh có trọng lượng khoảng 800 g. Bánh ra khỏi nồi, được ép chặt, để nguội và hút chân không, sau đó đóng hộp. Dịp Tết năm nay, chủ cửa hàng dự kiến bán ra khoảng 1.000 chiếc bánh chưng cá hồi. Thời gian sử dụng bánh kể từ khi đưa ra thị trường trong khoảng 15 ngày. Giá thành của mỗi cặp bánh chưng là 580.000 đồng. Vâng, sự xuất hiện của bánh chưng nhân cá hồi, và theo tôi được biết thì thời gian này thì còn xuất hiện rất là nhiều những loại bánh chưng nhân khác nữa, như là nhân thanh cua hay là nhân hải sản. Thì không biết là nhà báo Trịnh Bản Ninh đã có dịp để thưởng thức những cái loại bánh chưng này hay chưa? Tôi thì thú thực với các anh các chị là tôi chưa ăn cái món bánh chưng và hải sản hay bánh chưng cá hồi. Hoặc là tôi đã từng ăn bánh chưng cá hồi một lần. Tôi trong trí nhớ của tôi không rõ lắm, nhưng mà năm ngoái tôi ăn thử một lần thì không để lại ấn tượng gì. Đấy, tôi chỉ ăn một miếng, tôi nhớ mang máng như thế, nhưng cứ coi như là tôi hình như chưa ăn cá hồi trong nhân bánh chưng đâu. Vâng, có thể thấy là những cái bánh chưng nhân đa dạng như vậy thì xuất hiện ngày một nhiều, thì nhà báo có nghĩ rằng là cái bánh chưng nhân thịt lợn truyền thống của chúng ta dần dần sẽ bị mai một không ạ? Tôi nghĩ rằng là bây giờ thì là sáng tạo, mà tất cả gì sáng tạo thì chúng ta cũng rất khó đoán định được nó sau này như thế nào. Vậy anh hình dung nhé, Tết Trung Thu trước đây là bánh nướng, là bánh thập cẩm đấy, nó chỉ có một loại thôi, một thập cẩm, trong đó có thịt mỡ này, trong đó bắt đầu có lá chanh này, đúng không, trong đó là có lạc này, có vừng, vân vân, tạo thành bánh chưng, và chỉ có một loại bánh nướng thập cẩm và bánh dẻo đấy. Thì bây giờ bánh nướng của dòng Trung Thu thì rất nhiều loại rồi, và bây giờ nó tồn tại nữa. Thế thì chúng ta quay trở lại bánh chưng. Thế bánh chưng thì anh hỏi là liệu sau này thế nào, thì tôi nghĩ rằng là cái này cứ phải để cho thời gian thử thách thôi, chứ không ai quả quyết được thế nào đâu. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng mọi sự sáng tạo nói chung chúng ta rất nên trân quý, bởi vì cũng phải có một cái gì đó sáng tạo được mới bắt đầu thì được sang một lộ trình khác. Nhưng mà theo cách nhìn nhận của tôi, nếu sử dụng nhân cá hồi làm nhân bánh chưng thì tôi nghĩ rằng rất rất khó đấy. Bởi lẽ thế này này, bây giờ chúng ta phải trở lại vấn đề cái bánh chưng đã. Cái bánh chưng của nó thì ở đấy nó có cái điển tích rồi, lang liêu rồi, đúng không? Cái đấy thường ẩm thực thì người ta ăn là ăn bằng những cảm xúc của những năm tháng trước, chứ không phải là ăn cái ngon ngay. Đấy, chúng Tết thế thôi, Tết thì có thể là ăn, có thể đi người đi chơi chứ không nghĩ đến chuyện ăn. Đấy, nhưng mà đấy chỉ riêng nói bánh chưng thì nó có rất nhiều cái vấn đề ở đấy. Ở đấy nó có vấn đề về tại sao có bánh chưng, ở đấy nó có cái vấn đề của ngũ hành, đấy, kim mộc thủy hỏa thổ nó gói chọn trong bánh chưng, đúng không? Màu xanh của nó là mộc, đúng không? Trắng của nó là kim, thịt đỏ thì nó màu hỏa. Đậu vàng thì nó là thổ. Đấy, còn thủy đen là hạt thảo quả hoặc là
hạt tiêu. Đấy, người ta quy người ta muốn nói rằng như thế, và cái hình vuông của nó đúng. Thế hình vuông và hình tròn là trong cái sự tích thì Lang Liêu thì anh cũng biết cả rồi đúng không, trời tròn đất vuông, đất ở đấy nó là âm. Nói chung tóm lại đấy, mà khi người ta nấu bánh chưng người ta cũng đã vận dụng cái tứ tung ngũ hành vào đấy rồi, tức là người ta vận dụng toàn bộ cái yếu tố ngũ hành đấy, đúng là nước thủy là đun nước nấu bánh chưng, lửa là hỏa, củi là mộc, nền đất nó là thổ. Nói tóm lại là tất cả cái gì đó là yếu tố đậm văn hóa phương Đông là nó gói trong cái bánh chưng rồi. À, thế cho nên là bây giờ bánh chưng sang nhân cá hồi thì quả thật là thôi thì chúng ta cứ chờ đợi và chúng ta mừng vui đón nhận một cái sáng tạo. Vâng, có lẽ là cuộc sống phát triển thì cũng sẽ có những cái sự thay đổi, quan trọng là chúng ta thì vẫn giữ được những cái bản sắc truyền thống. Vì sao chúng ta những cái người ở thế hệ 8X và những cái thế hệ về sau 7X, 6X thì lại cảm thấy tiếc nuối về những cái truyền thống này, là bởi vì là chúng ta cũng đã từng sống với cái thời đại này rồi. Tuy nhiên thì với những thế hệ trẻ thì các bạn ý không được trải nghiệm những cái truyền thống, những cái nét, những cái giá trị truyền thống. Chính vì thế nên các bạn ý sẽ không cảm thấy nuối tiếc nhiều những cái giá trị truyền thống như vậy. Có lẽ là chúng ta cũng cần phải giáo dục hay là về kể cho những cái thế hệ trẻ về những cái câu chuyện để họ cảm thấy trân quý những cái thứ truyền thống của dân tộc ta, đúng không ạ? Vâng, tất nhiên đấy là cái nền văn minh lúa nước của mình thì nó cũng lịch sử như thế, và nó hình thành những các câu chuyện như thế để bây giờ mọi sản vật thì bắt đầu người ta quay lại yếu tố truyền thống. Nhưng có lẽ là chúng ta có cần phải giáo dục lại thế hệ trẻ không? Vấn đề bây giờ là của chúng ta là nếu mà anh muốn giáo dục lại thì bây giờ có những cái thế hệ mà người ta có thể vượt qua rất nhanh, bởi vì thực ra là bây giờ người ta gọi là ăn Tết đâu, người ta gọi là chơi Tết thôi chứ, đúng không? Đấy, du xuân đi chơi Tết thôi. Và người ta quan tâm đến những cái vấn đề, trong cái vấn đề đi chơi những cái gì đó lạ mới hoặc đi du lịch. Chứ việc ăn đôi khi người ta coi nhẹ, thế cho nên việc giáo dục ở đấy thì nó lại nằm ở trong các khía cạnh mỗi gia đình hoặc là mỗi một cái vùng văn hóa cũng truyền thống của mỗi vùng. Vâng. Thưa quý vị, kể từ sau rằm tháng Chạp cho đến ngày 29-30 Tết, đầu đầu ở trên giải đất hình chữ S của chúng ta cũng đang sôi động các hoạt động chuẩn bị cho Tết như là đụng bò, đụng lợn hay là gói các loại bánh chưng, bánh tét để phục vụ thị trường Tết. Và ở nhiều làng quê thì cái thời gian mà giáp Tết thậm chí là còn vui hơn cái thời gian mà chính người trong Tết nữa anh Hoàng ạ. Bởi lẽ là khi mà khoảng thời gian đó thì những người con xa quê lại được trở về với gia đình mình, cùng với gia đình mình làm các loại bánh, chuẩn bị các loại thịt để phục vụ cho dịp Tết. Còn tại những làng nghề gói bánh chưng thì không khí ngày càng cận Tết thì cũng càng thể hiện rõ hơn sự nhộn nhịp khi mà nhà nào cũng nhận đơn hàng lên tới hàng nghìn chiếc bánh để phục vụ cho dịp Tết. Và trong phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi đến với làng bánh chưng nổi tiếng miền Bắc, làng bánh chưng Bờ Đậu thuộc huyện Phú Lương của Thái Nguyên, để cùng hòa mình vào không khí người dân nơi đây trong dịp giáp Tết Nguyên đán. Những ngày này, gia đình bà Phạm Thị Tâm ở làng nghề bánh chưng Bờ Đậu, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đang tất bật cho đơn hàng 1.000 chiếc bánh phục vụ dịp lễ 23 tháng Chạp sắp tới. Bánh chưng ở đây được gói bằng gạo nếp cái hoa vàng trộn với gạo nếp vải vùng Tây Bắc. Nhân đậu xanh được đồ lên, bên trong bọc lấy lớp thịt lợn. Đỗ làm nhân bánh được bà con chọn từ loại đậu xanh nguyên lõi, vỏ mỏng, vàng tươi và có vị thơm tự nhiên. Cùng với đó là thịt lợn ba chỉ tươi ngon, săn chắc, ướp với hạt tiêu Bắc và gói bằng lá dong xanh mướt, bản rộng, được lấy từ núi rừng Việt Bắc. Hai loại bánh chính phục vụ cho ngày Tết là bánh chưng hình vuông và bánh chưng tày, hay còn gọi là bánh chưng dài. Bà ơi, cháu thấy đỗ ở đây rất là khác với đỗ ở những chỗ khác. Tức là cháu thấy nhiều người ta gói bánh chưng ấy, người ta sẽ để nguyên đỗ để cho vào bánh. Vậy tại sao bà lại nghiền nhuyễn này ra? Bà cũng gói bánh sống rồi, cũng gói bằng đỗ sống rồi, nhưng mà bà thấy nó không ngon bằng đỗ chín này. Dạ. Nấu đỗ chín này là nó ngon hơn, mình nấu cho coi như là muối miếng thì nó đều hơn, nó đậm đà hơn. Như thường lệ, vào dịp giáp Tết Nguyên đán, bà Hằng lại bắt đầu công việc cắt lá dong cho bà Phạm Thị Tâm kịp gói bánh đặt. Mỗi ngày, từ 5 rưỡi sáng đến 17 giờ 30 chiều, bà Hằng phải cắt trên 2 vạn lá dong. Thu nhập từ công việc này cũng khá, bởi vậy thu hút người dân làng nghề tham gia. Ở nhà thì cuối năm này thì cũng việc nó cũng ít, thế trên bác thì cũng cần người thì nên giúp bác. Giúp thì nói thêm thu nhập cho gia đình thì bác giả cũng khoảng 5-6 triệu gì đấy. Vâng, thế là cũng đủ sắm Tết. Để chuẩn bị cho công đoạn luộc bánh, than là nguyên liệu không thể thiếu. Từ thời điểm này, các hộ trong làng nghề đã phải chuẩn bị cả tấn than phục vụ việc gói bánh. Mỗi một cân bây giờ bọn chị đang mua như này là vào 2.300 một cân. Một tạ là 230.000 một tạ. Vâng. Thế một lò than của chị thì cứ một lò luộc được 4 một tạ gạo thì bọn chị mất khoảng độ tầm tạ rưỡi than. Vâng.
Thế cái chỗ than này là số lượng bao nhiêu đấy ạ? Như một xe như này nhà chị lấy tầm độ tầm 10 tấn. Là người hiện có 50 hộ dân tham gia sản xuất và kinh doanh. Trung bình mỗi ngày, mỗi hộ bán được từ 100 đến 150 chiếc bánh chưng vào sử dụng nhà. Số lượng chúng ta cũng gấp đôi. Và không biết là Tết thì trong ký ức của nhà báo Trịnh Bá Ninh thì có những cái điều gì đặc biệt, và bây giờ khi mà nhắc lại thì nhà báo cảm thấy bồi hồi xúc động không ạ? Thực ra Tết nó in đậm trong ký ức của tôi. Những ngày đó là một là được đi chợ Tết, hai là pháo, thời đấy pháo chưa cấm. Đấy, tức là nếu ký ức hồi trẻ là thế là một. Và đến ngày xuân thì đi xem đấu vật. Thế còn ăn, thực ra gọi là ngày đó những rất là đói, như là cái khái niệm ăn nó cũng không nặng nề đâu. Tức là đa số là làm sao có những ngày nghỉ đi chơi, bởi vì đi học suốt như thế, tự nhiên được nghỉ khoảng một tuần, thế là đi chơi. Và lúc đó đi chơi Tết là đi chợ Tết này, thế sắm một số cái đồ chơi Tết, hoặc đặc biệt là mua pháo về để đốt đêm giao thừa. Đấy, cái pháo dây nó chỉ khoảng 20 phân này thôi, đốt nó tung tóe lên đấy, và pháo nổ đấy. Thế còn ăn ấy thì chỉ quan tâm là bữa ngày đó là có thịt ăn đấy, có bánh trưng ăn, mà đến lúc chừng nào ngoài Tết mà không muốn ăn nữa thì bắt đầu mang lên rán đấy. Tức là cái khái niệm nó như thế. Còn cái đêm mà gọi là thường ở quê tôi thì là người ta gói bánh vào đêm ngày 29 bước sang ngày 30 để lấy dâng lên tổ tiên ông bà. Ký ức của tôi những năm trẻ là chỉ là ký ức là được nghỉ và đi chơi, bởi vì đi học hồi nó mệt quá. Vâng, ngày xưa thì còn có pháo để mà đốt, thì bây giờ mà hết pháo để đốt rồi không ạ, bị cấm rồi phải không ạ? Thì không biết là những cái thế hệ sau của nhà chú Ninh thì không biết là còn giữ gìn những cái truyền thống này không ạ? Tôi thì nhà tôi thì bây giờ ở quê thì chỉ có cụ già có khoảng cũng gần 100 tuổi thì không nấu bánh chưng được, nhưng xung quanh thì rất nhiều các em tôi nấu bánh chưng, bởi vì quê tôi cũng vẫn còn giữ tục lệ thế này, có rất nhiều nhà vẫn giữ một tục lệ gói bánh chưng. Thế xong là luộc xong bánh chưng thì xách biếu những người cao tuổi trong họ hàng đấy, tức là biếu 2 chiếc. Thế đôi khi như tôi nói với anh là nhà tôi chả giờ gói bánh chưng, nhưng mà trên bàn thờ thì bao nhiêu bánh chưng đấy, tức là rất nhiều các em cứ mỗi nhà cho 2 cái thì đến xếp đấy đến khoảng 4 nhà nữa thì là đến 8-10 cái rồi bánh chưng, tức là hết của nhà này nhà khác xong ăn xong thì thử theo nhà nào. Thế thông thường đấy là một cái người ta gọi là một cái gì đó nó rất là hay, tôi cho rằng rất hay, tức là mang đến biếu cái bánh chưng, thế xong ngồi nói chuyện đấy, tức là về tức là gạo nước thế nào, thì thịt lấy của nhà ai, thì đậu thế nào, thì làm thế nào gói bánh chưng đấy, rồi thì nói chuyện. Ở quê tôi thì vẫn còn nhiều cái hay, tức là những nhà nào người ta nuôi được cá thì người ta hay những khi nào bắt đầu tát ao, người ta bắt con cá sau Tết này, cá to, người ta biếu những người lớn tuổi họ hàng, những người lớn, thế xong ngồi lại nói chuyện là nuôi cái cá này như thế nào, thế rồi bán cá này một năm nay thu lời được bao nhiêu. Tôi cho rằng đấy là một cái nếp sinh hoạt, tức là người ta luôn luôn, tức là có cái gì của ngon và lạ thì người ta muốn một dâng cúng tổ tiên, hai muốn cho những người thân của mình được thưởng thức cái thành quả lao động đấy. Cho nên tôi cho rằng cái việc gói bánh chưng ấy, thực ra cuối cùng nếu chúng ta bây giờ còn có cả máy gói cơ mà, đúng không? Thế rồi có những làng chuyên gói bánh chưng chúng ta bán thì thưa anh chị là rất dễ, tức là mua cái rất dễ. Nhưng nếu bây giờ chúng ta cứ tước bỏ tất cả những thứ mà chúng ta chờ đợi một cái cuộc sống mà tất cả đồ ăn sẵn cũng như tất cả mọi thứ đồ dâng lên ông bà, tôi nghĩ rằng là sẽ mất đi rất nhiều ý nghĩa. Mất rất nhiều nghĩa, bởi vì đôi khi chúng ta gói cái bánh chưng nó đơn giản thôi, nhưng mà ở đấy nó cũng có sự quần tụ của 5, 7, 8, 9 người, mỗi người một việc, thế và ở đấy là những câu chuyện và người ta nhớ về cội nguồn của nó, cũng như mỗi người khi là những người lớn khi nói với trẻ em về bánh chưng, mà đấy trong cái bánh chưng nó chứa đựng toàn bộ những cái gì của đồng áng của quê mình nhé. Đấy, thịt lợn, nuôi lợn nhá, đỗ, trồng đỗ nhá, ở cái bãi phù sa nhá, lấy đỗ về nhá, gạo ở ngoài đồng rồi nhá, lá rong thì một ở trong vườn, không có thì lên chợ mua Tết cũng ở trên miền núi đưa về. Nói tóm lại là ở đấy nó đã gói lại toàn bộ cái mồ hôi, nước mắt của tất cả những người lao động ở trong cái bánh chưng ấy. Tức là khi mà nói chuyện cho những cái trẻ em nói là cho cái trẻ em nó hỏi thế tại sao nó cứ phải gói này, thì đi ra kia mà mua một cái gì vất vả thế này. Đấy, nhưng mà đôi khi nếu cuộc sống ta tước bỏ đi tất cả thứ vất vả, phiền nhiễu thế, thì cuộc sống tôi nghĩ rằng nó đôi khi nó mất đi những cái thi vị của nó. Vâng, xin được cảm ơn nhà báo Trịnh Bá Ninh. Thưa quý vị, là loại bánh duy nhất có lịch sử lâu đời trong ẩm thực truyền thống Việt Nam, còn được sử sách nhắc lại. Bánh chưng có vị trí đặc biệt trong tâm thức của cộng đồng người Việt Nam, và nguồn gốc của nó về truyền thuyết liên quan đến hoàng tử Lang Liêu vào đời vua Hùng thứ 6. Sự tích trên muốn nhắc nhở con cháu về truyền thống của dân tộc, là lời giải thích ý nghĩa cũng như là nguồn cội của bánh chưng, bánh dày trong văn hóa, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của cây lúa và thiên nhiên trong nền văn hóa lúa nước của chúng ta. Vâng, và bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh đẹp về những chiếc bánh chưng ngày Tết để chúng ta cùng gìn giữ những giá trị quý báu tổ tiên đã để lại. Đó cũng là truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta từ nghìn đời nay.
bà Trịnh Bá Ninh thì cảm thấy như thế nào khi mà xem cái hình ảnh của chúng ta cảm thấy rất là đỗi quen thuộc như thế ạ? Vâng, bây giờ thì nói đến Tết thì bao giờ nhắc đến Tết như là các anh các chị đã đọc có những câu từ trước nay người ta vẫn nói rồi đấy. Đấy. Thế thì nói chung là bây giờ về Tết ấy, nhiều khi thì cái tính chất nó giản tiện đi rất nhiều. Đấy. Chị Tú Anh thì cũng nói rằng bây giờ chị chỉ đi mua chứ không bao giờ có bánh chưng. Như tôi ở đây tôi cũng nói luôn với chị là nó có những cái việc như thế này. Ví dụ cơ quan tôi mà tôi làm ở Báo Nông Nghiệp Việt Nam, Tết nào cũng có bánh chưng. Tức là Tết nào cũng thì một con lợn và gói bánh chưng, xong đó thì là mang biếu một số người cao tuổi, sau đó thì mà anh em phóng viên mang về ăn, năm nào cũng như năm nào, rất nhiều năm nay rồi. Và ở đấy nó có một cái gì đấy nó có lẽ là tôi bên làm bên Báo Nông Nghiệp thế, và người ta mọi thứ gắn bó bởi vì nói những cái hình ảnh cái bánh chưng ấy, hoặc là nấu bánh và những đêm thức khoảng 8 đến 12 tiếng, ví dụ phóng viên tôi là ngồi suốt đêm để canh bánh chưng sáng mai vớt ra đấy, để ăn lại tất cả thứ, nó có một cái gì nó như một cái điểm nhấn cho một năm đấy. Tức là một năm đấy anh làm việc rất vất vả và đến một ngày đó anh ngồi lại, bắt đầu ngồi lại quanh cái nồi bánh chưng, xong đó kể lại câu chuyện một năm đã qua. Đấy nó cũng là một cái gì nó tôi có lẽ tôi là người lớn già rồi, tôi vẫn có một cái gì đó tôi cảm thấy có một cái gì đó nó rất là ấm cúng ở trong cái tục Tết của mình, cũng như trong những cái chuyện như là làm bánh đấy, hay làm giò chả, hay là gói bánh chưng đấy. Thì có lẽ là mình cũng già rồi, còn các bạn trẻ rồi, có khi các bạn ấy cái điều đó cũng không phải là cái tác động của các bạn, mà tác động cái việc khác, không phải việc đấy. Vâng, thưa nhà báo, thưa quý vị khán giả, trong tâm thức của người Việt Nam chúng ta thì chiếc bánh chưng vuông nhỏ bé không còn đơn thuần là món ăn, mà đã trở thành nét đẹp của con người Việt Nam, gắn liền với truyền thuyết dân tộc lâu đời và mang nhiều ý nghĩa sâu xa về vũ trụ cũng như là nhân sinh. Vâng, cũng có thể nói rằng là bánh chưng trong tâm thức của người Việt là truyền thống uống nước nhớ nguồn, là món ăn đặc trưng cho dân tộc, cũng là cảm giác háo hức thời thơ bé, ngồi canh nồi bánh chưng ấm cúng, hay đơn giản chỉ là bữa cơm gia đình sum họp ấm áp trong những ngày đầu năm mới. Vâng, dù bánh chưng ngày nay có nhiều sự thay đổi để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và nhịp sống hiện đại, nhưng vẫn ít nhiều ẩn chứa trong đó sự mộc mạc, nét văn hóa cổ truyền. Và một lần nữa xin cảm ơn sự tham gia của nhà báo Trịnh Bá Ninh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay và trò chuyện về những ý nghĩa của những chiếc bánh chưng ạ.